Ngày 12 tháng 8 năm 2021, ngay sau khi thành phố Đà Nẵng có kế hoạch áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 23 tháng 8 năm 2021 để phòng chống lây lan và tiến đến kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, tổ công tác đặc biệt miền Bắc, miền Trung đã làm việc với Sở Công Thương Đà Nẵng để trao đổi các biện pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường Đà Nẵng và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, từ chiều ngày 12 tháng 8 năm 2021, sau khi lãnh đạo thành phố thông báo có kế hoạch triển khai biện pháp giãn cách toàn xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng, người dân đã đi mua hàng tích trữ khá đông. Việc công bố trước thời điểm giãn cách xã hội cũng nằm trong kế hoạch triển khai của Ủy ban Nhân dân thành phố để người dân có thời gian đi mua hàng hóa tạm trữ trong một tuần nhằm giảm áp lực cho việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng hàng hóa của các tổ dân phố khi áp dụng giãn cách toàn xã hội. Tại các siêu thị và chợ truyền thống, trong các ngày từ 12 đến 15 tháng 8 năm 2021, lượng mua hàng tăng mạnh. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ có tăng do nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung lấy từ các tỉnh khác lưu thông về chậm hơn, chi phí tăng. Tại các siêu thị, giá được giữ ổn định. Nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu cho thành phố Đà Nẵng hiện được cung cấp từ các nguồn tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và các tỉnh từ phía Nam. Nhưng do đã có kế hoạch từ trước, nên về cơ bản, lượng hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tăng của người tiêu dùng. Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho thị trường Đà Nẵng, trong thời gian cận trước và trong khi thành phố áp dụng giãn cách toàn xã hội, Bộ Công Thương đã có công văn số 4921 chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn có tổ chức hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, tăng lượng hàng hóa dự trữ để cung ứng cho các địa bàn dân cư trong thời gian trước và trong khi thành phố áp dụng giãn cách toàn xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã trao đổi và đề nghị Sở Công Thương Đà Nẵng cập nhật kế hoạch cung ứng, phân phối một số hàng hóa thiết yếu trong các tình huống phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho phù hợp với yêu cầu và diễn biến mới của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tổ công tác đặc biệt miền Bắc, miền Trung đã góp ý kiến với thành phố, đã xây dựng phương án cụ thể, hiệu quả nhằm đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu đến các tổ dân phố và có phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đánh giá của Sở Công Thương Đà Nẵng, với kế hoạch cung ứng hàng hóa đã được chuẩn bị cùng với kinh nghiệm đã triển khai tại quận Sơn Trà, hàng hóa sẽ được cung ứng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dân trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách chặt nêu trên.